Phải nói rằng thị trường xe ô tô năm 2019 đã chứng kiến một cuộc chạy đua giảm giá quyết liệt ở hầu hết các mẫu xe đang được phân phối, từ dòng xe bình dân cho đến những dòng xe sang, từ những dòng xe lắp ráp trong nước cho đến những dòng xe nhập khẩu từ nước ngoài. Và với mức giá giảm đến vài trăm triệu đồng Việt Nam trong thời gian cận kề Tết Nguyên đán. Càng cận kề Tết 2020, việc hàng loạt mẫu xe liên tục giảm giá chóng mặt đã khiến cho thị trường xe hấp dẫn chưa từng có trước đây. Bức tranh giảm giá trên thực tế đã diễn ra trong suốt 12 tháng qua, tức là một năm qua, kể từ thời điểm sau Tết âm lịch năm 2019. Nhìn lại thực tế, Tết năm nay Tết khá là cận với tháng riêng dương, nên các hãng đang đẩy nhanh chương trình khuyến mãi từ tháng 12. Khác với trước đây, qua tháng 1 mới làm chương trình khuyến mãi cho dịp Tết. Tín hiệu hấp dẫn cho thị trường cuối năm thật là sôi động và thật là cuốn hút cho những người muốn tậu xe ô tô chờ Tết. Trong năm qua, thị trường xe ô tô có sự bứt phá của VinFast và đây là tín hiệu rất tốt khi họ đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng. Các chương trình khuyến mãi giảm giá đưa ra đính kèm 2 trong 1, hãng đã trực tiếp giảm giá và đại lý giảm giá là 2. Đại lý đang cố bán giảm thêm ngoài chính sách của hãng chấp nhận không có lãi trên đầu xe bán ra, nhưng đổi lại là họ đạt được chỉ tiêu để mà nhận thưởng hoa hồng từ hãng. Cho nên 2 trong 1 cộng lại thì người tiêu dùng cũng được lợi ở trong năm. Năm 2019 có một điều rất là hay và không ai dự đoán được, đó là sự nổi lên của Mitsubishi, cụ thể là mẫu xe Spender. Mẫu xe này đã làm hồi sinh hãng xe Mitsubishi, quá ấn tượng. Và không ai ngờ được Spender đã làm cho Toyota cuối năm cũng phải chạy đua giảm giá, làm gì đó để mà đối trọng lại, nhưng thực sự là vẫn chưa kịp nữa. Innova Fortuner đang giảm giá sâu, chưa từng có, và điều đó cho thấy cách bán hàng của Toyota đang bị thụ động Spender quá hay và quá hấp dẫn. Nhìn vào con số thị trường tăng trưởng khá là tốt, nhưng nhìn trên thực tế tâm lý của khách hàng hiện nay cũng không mấy mặn mà với nhiều chương trình khuyến mãi. Nhìn sang thị trường chứng khoán, bất động sản, hai thị trường ảnh hưởng khá lớn đến sức mua thị trường xe thì đều không có nhiều khởi sắc cho lắm. Tưởng là đối khó so với năm trước khiến cho sức mua thị trường ô tô bị chững lại đôi chút. Và nhiều dự đoán về thị trường trong năm 2020 sẽ vẫn tăng trưởng như 2019. Và chắc chắn trong năm 2020 thì thường là năm chẵn thì các hãng đều tập trung vào việc đưa ra các dòng xe mới, dòng xe nâng cấp, và năm 2020 cũng là một năm chủ lực của các hãng xe ô tô nhắm đến để kích cầu nhằm đẩy ra được nhiều mẫu xe hơn. Nói về dòng xe nhập khẩu thì theo số liệu thống kê sơ bộ, sau 2 tháng liên tiếp tăng trước đó thì sang tháng cuối năm 2019 thì số lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm là 29,6%. Tương ứng giảm là 4.939 chiếc so với lượng nhập khẩu trong tháng trước đó. Cụ thể là lượng xe nhập khẩu trong tháng đạt là 11.744 chiếc, tương ứng đạt là 267 triệu đô. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận là 16.683 chiếc trong tháng trước khi chuẩn bị bước sang năm mới, với giá trị đó là 324 triệu đô. Nhìn lại tháng 11/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ năm thị trường chính. Những nước hàng xóm như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Mexico, Nhật Bản và xuất xe nhập khẩu từ năm thị trường này chiếm đến 94%. Nhiều người còn đưa ra dự đoán là trong năm 2020, với lượng xe nhập khẩu cộng với số lượng tăng đột biến của dòng xe lắp ráp trong nước, thị trường xe ô tô lại càng sôi động hơn và hy vọng rằng người dân có thể sở hữu được chiếc xe với giá cả hợp lý hơn và xe chất lượng hơn. Nhiều người có kinh nghiệm trong giới ô tô khuyên rằng nên chọn những thời điểm nóng bỏng nhất khi mà giảm giá ô tô qua dịp Tết Nguyên đán, hãy sở hữu xe ô tô. Để nuôi một chiếc xe ô tô mỗi tháng thì chủ xe phải tốn từ 5 cho đến 8 triệu đồng. Nếu thu nhập cả gia đình chỉ có 30 triệu đồng trong một tháng thì mua xe ô tô sẽ đầy rủi ro, hết luôn cả tích lũy.
Sự phát triển mạnh mẽ về mặt kinh tế khiến cho đời sống vật chất cũng như là tinh thần của người dân Việt được cải thiện nhanh chóng. Và nhìn rõ nhất đó là những năm trở lại đây, khi đi đường chúng ta thấy càng ngày càng có số lượng xe ô tô lưu thông ở trên đường nhiều hơn, và cảm thấy là đường xá càng ngày càng chật hẹp hơn nữa. Ngày càng có nhiều gia đình có nhu cầu mua xe ô tô để mà phục vụ cho công việc cũng như là đời sống của mình. Bởi lẽ ở Việt Nam đa phần di chuyển trước đây vẫn là xe máy, và lưu lượng xe máy quá đông, cho nên một gia đình nếu có từ 4 người trở lên thực sự là khá nguy hiểm khi lưu thông bằng trên một chiếc xe gắn máy. Tuy nhiên, để mua một chiếc xe ô tô không khó với một gia đình, nhưng làm thế nào để mà nuôi được chiếc xe ô tô đó đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Không ít cặp vợ chồng trẻ dù đã đủ tiền mua xe ô tô nhưng vẫn băn khoăn là chưa dám quyết định. Trường hợp anh Hoàng Phượng từ Sơn ở Bắc Ninh bày tỏ băn khoăn trên một diễn đàn lớn về xe ô tô. Tôi thu nhập 25 triệu đồng trên một tháng, vợ tôi thu nhập 5 triệu đồng một tháng, và hai vợ chồng tôi có tích cóp được là 200 triệu đồng Việt Nam. Liệu với thu nhập 30 triệu đồng trên một tháng tôi có nên mua một chiếc xe ô tô hay là không? Trả lời cho những băn khoăn này, một thành viên diễn đàn AutoFun đã chia sẻ số chi phí phải bỏ ra với một chiếc xe Mazda 3 cụ thể sau đúng một năm sử dụng. Theo bảng chi phí này thì đây là chiếc xe mới hoàn toàn, nên việc bảo dưỡng và thay thế định kỳ chưa tốn nhiều chi phí lắm. Tuy nhiên, chi phí cho xăng dầu, tiền gửi xe, phí cầu đường, phí bảo dưỡng nhỏ cũng lên tới hơn 48 triệu đồng cho một năm với hơn 7.000 km. Như vậy thì với 200 triệu đồng, nếu phải vay thêm khoảng 300 triệu đồng nữa để mà mua một chiếc xe mới giá rẻ khoảng 500 triệu, thì chi phí cho một chiếc xe sau một năm sẽ là gần 90 triệu đồng, bao gồm khoảng gần 40 triệu đồng tiền lãi của 300 triệu tính theo lãi suất ngân hàng. Chi phí đó chưa bao gồm số tiền gốc mà người vay phải thanh toán theo định kỳ cho ngân hàng. Như vậy thì mỗi tháng chưa tính tiền gốc ngân hàng phải trả, thì chủ xe đã phải trả gần 8 triệu đồng chi phí vận hành cho một chiếc xe. Nếu chỉ mua một chiếc xe cũ khoảng 200 triệu thì mỗi năm chủ xe cũng phải đầu tư thấp nhất là 10 triệu đồng để mà bảo dưỡng cũng như là sửa chữa nhỏ. Như vậy thì số tiền chi phí để nuôi chiếc xe cũ cũng vào khoảng 60 triệu đồng trên một năm, và mỗi tháng chi phí bình quân là 5 triệu đồng. Như vậy, để có thể nuôi được một chiếc xe ô tô, mỗi tháng chủ xe phải bỏ ra từ 5 cho đến 8 triệu đồng Việt Nam. Với thu nhập khoảng 30 triệu đồng, việc chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, tiền học của con cộng với số tiền phải nuôi xe thì sẽ không còn khoản tích lũy nào nữa. Như vậy, nếu chỉ trông vào đồng lương mức 30 triệu đồng là khá cao, thì việc mua và duy trì hoạt động cho một chiếc xe ô tô là rất khó khăn. Vì vậy, nếu chỉ trông vào đồng lương thì các cặp vợ chồng nên rất thận trọng khi quyết định đầu tư vào một chiếc xe ô tô. Bởi khi mua xe đã khó, duy trì hoạt động cho nó còn khó khăn hơn nhiều. Năm 2019, nếu một số dự thảo liên quan đến ô tô được thông qua, cộng thêm tình trạng cầu vượt cung như là năm 2018, thì viễn cảnh ô tô giảm giá mạnh như là kỳ vọng của nhiều người sẽ khó mà xảy ra được. Nói về nút thắt thị trường vừa cởi có nguy cơ thắt lại, và năm 2018 đã đi qua kết thúc với lượng tiêu thụ ô tô nhỉnh hơn một chút so với năm 2017, nhưng diễn biến về giá lại ngược nhau hoàn toàn. Nếu nhìn lại vào năm 2017 thì diễn ra cuộc đua hạ giá rầm rộ, thì vào năm 2018 gần như là không có chuyện này, mức giảm giá đến 30% cũng không xảy ra. Một số mẫu xe nhập chỉ giảm nhẹ từ 10 cho đến 15%, cá biệt là nhiều xe còn tăng giá với lý do là nâng cấp phiên bản mới và trang bị thêm thiết bị. Nguyên nhân của sự hoãn giảm giá chính bởi là nút thắt nghị định 116 khiến cho xe nhập khẩu bị chững lại mất nửa năm để mà hoàn thành thủ tục. Còn xe lắp ráp trong nước lâu nay thường nhìn xe nhập mà định hình giá bán. Trong khi đó, kể từ mốc vượt 300.000 xe tiêu thụ vào năm 2016, thị trường xe ô tô Việt Nam bắt đầu vào cữ tiêu thụ mạnh. Vì vậy thì nhu cầu vẫn rất là lớn, mà cung thì giảm dần đến khan xe, và đương nhiên giá khó có thể mà giảm được, cộng thêm với nhiều loại phí. Nửa cuối năm 2018, thị trường vận hành hoàn toàn theo quy luật cung cầu. Dù xe nhập bắt đầu về nhiều nhưng là không đủ so với nhu cầu mua xe gấp gáp của người dân, đặc biệt là vào dịp cuối năm để mà đón Tết Nguyên đán.
Có những lô xe như là của Honda hơn 2.000 chiếc hết vèo chỉ sau hơn một tháng thông quan. Tình trạng này xảy ra cả với Toyota, Mitsubishi khi những mẫu xe mới được đặt hàng nhiều. Không riêng xe nhập mà cả xe lắp ráp cũng cháy hàng. Các mẫu xe của Hyundai thành công như là Grand i10, Accent, Tucson, Kona liên tục phải ký chờ, ngoại trừ Elantra. Ở thế cực ngược lại thì những hãng xe ế như là Isuzu, Suzuki không bán được nhiều nhưng không vì thế mà lại giảm giá. Bước sang năm 2019, tưởng như là vấn đề thủ tục nhập khẩu theo Nghị định 116 dần được các hãng xe giải quyết xong, mở ra cánh cửa tươi sáng thì trước mắt tiếp tục xuất hiện thêm rào cản mới. Có đến 3 dự thảo và đề xuất nhắm đến tăng thuế, phí ô tô và thêm một loại thuế mới. Nếu thành hiện thực thì giá xe khó mà giảm được. Đầu tiên là đề xuất về dự thảo tăng lệ phí trước bạ lần đầu đối với dòng bán tải chở hàng dưới 1,5 tấn và 5 chỗ trở xuống của Bộ Tài chính. Vốn phí này tăng lên gần bằng 60% của xe con, trong khung là từ 10 cho đến 15%. Người tiêu dùng sẽ phải bỏ thêm số tiền gấp 3 đến 4 lần so với hiện tại. Tiếp đến là dự thảo tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cùng với xe bán tải, và hiện tại thuế tiêu thụ đặc biệt loại xe này đang là từ 15 cho đến 25%. Khi có thuế mới thì sẽ tăng lên 30 đến 45%. Xe bán tải đang là phân khúc tăng trưởng nóng trong vòng 3 năm trở lại đây. Nếu tăng thuế và phí, rất có thể thị phần sẽ giảm đi trông thấy. Thứ ba là với đề xuất đánh thuế tài sản đối với ô tô trên 1,5 tỷ đồng. Bộ Tài chính đang xem xét lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo luật thuế tài sản và sẽ trình lên Bộ Tư pháp Chính phủ. Theo đó, luật thuế tài sản có đề cập đến việc đánh thuế ô tô trên 1,5 tỷ đồng, chia làm hai phương án, 0,3% và 0,4%. Nếu được thực thi thì giá bán các dòng xe sang như là Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Volvo, Land Rover sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Bên cạnh những rào cản mới thì rào cản cũ vẫn tồn tại và được siết chặt hơn, như là quy định kiểm định theo lô, rà soát thay đổi hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam cũng góp phần khiến cho xe nhập khẩu khó có thể về ồ ạt được. Thế thì ô tô giảm giá khi nào? Để nhận định về thị trường ô tô năm 2019, cả báo chí lẫn người trong cuộc không còn dễ ảo tưởng như là thời điểm cuối năm 2017. Đứng trước những thách thức dựa trên chính sách mới đã nói ở trên, khó có thể lạc quan về giá xe mà giảm đi được. Thực tế thì năm 2018 đã chứng minh, cung giảm cầu tăng thì không có doanh nghiệp nào dại gì mà lại giảm giá mạnh. Ngay cả những thương hiệu bán xe chậm cũng hưởng lợi từ hình thái thị trường này. Tuy nhiên, ở những nút thắt mới thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của giấc mơ giảm giá xe. Đó chính là những doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước. Đề xuất về việc miễn hoặc là giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với phần linh kiện ô tô sản xuất trong nước đã có, và nếu sớm được áp dụng trong năm 2019 sẽ góp phần đẩy giá xe lắp ráp trong nước giảm xuống, và hiện tại sản lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp gấp gần 3 lần so với xe nhập khẩu. Theo tính toán thì nếu tỷ lệ nội địa hóa đạt 40% thì mức giảm giá lên tới từ 15 cho đến 20%. Còn số 40% hiện cũng là tiêu chuẩn chung cho xe Asian được miễn thuế nhập khẩu khi xuất sang các nước trong khối, mà điều này Toyota, Hyundai và Mazda, Kia dư sức để mà thực hiện. Nếu giá xe trong nước giảm thì thậm chí đua khuyến mại như là năm 2017 chắc chắn sẽ tạo sức ép kéo theo xe nhập cũng phải giảm theo. Tuy nhiên xin nhắc lại, điều kiện cần là xe nhập khẩu cũng phải đáp ứng về lượng, và điều này phụ thuộc vào sự tính toán của các doanh nghiệp nhập khẩu xe trong bài toán Nghị định 116. Ngoài xe lắp ráp làm đối trọng, một hy vọng nữa cho giá xe giảm đó là thuế nhập khẩu từ Euro và Nhật sẽ giảm 0%. Nếu các hiệp định thương mại tự do Việt Nam, Euro viết tắt là EVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP, sớm có hiệu lực, lúc đó thì các dòng xe từ Đức như là Mercedes-Benz, Audi, BMW, xe từ Thụy Điển, Volvo, xe từ Ý, Fiat, Lamborghini, Ferrari, từ Nhật, Toyota, Mitsubishi, v.v. sẽ có cơ hội cạnh tranh hơn so với xe nhập từ khối ASEAN.